đội diện tàu hộ vệ đề án 20385 mà Việt Nam đang xem xét. Tàu hộ vệ đề án 20385 có lượng dạng nước lớn hơn Gepard 3.9 một chút, tuy nhiên trang bị hệ thống vũ khí mạnh hơn hẳn với tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa phòng không tầm trung, ngư lôi sa ngầm thế hệ mới. Hôm 21 tháng 4, lần đầu tiên tàu hộ vệ Kremiaschi số hiệu 337 đã tiến ra biển bắt đầu các cuộc thử nghiệm trước khi bàn giao cho hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga vào cuối năm nay. Kremiaschi 337 được xem là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu hộ vệ đa năng đề án 20385, phiên bản cải tiến nâng cấp sâu từ đề án 20380 đang được chế tạo cho Hải quân Nga. Do vậy, nếu so về sức mạnh thì khả năng tác chiến, đề án 20385 vượt trội 20380, dù kích cỡ thì tương đương nhau. Con tàu có lượng dạng nước 2.500 tấn, dài 106m, rộng 13m, mớn nước 5m. Theo kế hoạch, Hải quân Nga sẽ chế tạo loạt 4 tàu đầu tiên, sau đó có thể sẽ tiếp tục đóng nếu giải quyết được vấn đề thiếu động cơ hàng hải. Hiện các tàu đầu tiên phải dùng động cơ MTU của Đức, tuy nhiên nguồn hàng này có thể bị ảnh hưởng nếu như Berlin từ chối cung cấp khi có xung đột giữa Nga với Tây Âu. Có thể nói với sức mạnh hỏa lực cực kỳ hiện đại, mạnh tương đương các tàu khu trục do Mỹ hay Trung Quốc đóng, dù đơn vị vũ khí có thể ít hơn, đề án 20385 xứng đáng là phương án mua sắm mới với Việt Nam và các nước đang sử dụng tàu chiến do Nga sản xuất. Thật vậy, theo thiết kế, đề án 20385 được trang bị nhiều hệ thống, nhiều ống phóng thẳng đứng, VLS, UKSK có thể triển khai nhiều loại tên lửa hành trình tấn công mục tiêu trên biển, trên đất liền và cả dưới mặt biển. Cụ thể, UKSK của đề án 20385 có thể triển khai tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Onyx tầm bắn 600 km, phiên bản xuất khẩu 300 km, tên lửa hành trình đa năng Caliber tầm bắn 600 km chống hạm, 1.500 đến 2.500 km đối đất, phiên bản xuất khẩu cắt giảm còn 220 đến 300 km, tên lửa hành trình chống ngầm RPK-9 Medvedka tầm bắn 20 km. Hệ thống phòng không của tàu hộ vệ 20385 cũng rất hiện đại, với 16 ống phóng thẳng đứng, trang bị tên lửa 9M96E Reduce, đạt tầm bắn 1.5 cho đến 120 km. Hệ thống sang ngầm của tàu chiến trang bị hệ thống ngư lôi Paket NK-324mm và trực thăng sang ngầm K-27. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.